Hello, xin chào mừng bạn quay lại với kênh của mình và mình là Hùng đây. Trong video này mình sẽ giới thiệu bạn một cái app kiếm tiền cũng khá là hay, giúp cho bạn có thể có được thêm thu nhập trong những cái việc mà thời gian rảnh của bạn. Và cái app này là một cái app vay tài chính. Và ok, bây giờ không tốn nhiều thời gian, mình sẽ tiến hành mình cài cái app này và mình hướng dẫn bạn cách làm như thế nào nha. Thì mình sẽ vào cái CH Play nếu mà điện thoại bạn là Android, còn iPhone nó là App Store. Và bạn vào đây bạn gõ cái từ khóa là vay mượn. Bạn gõ từ khóa là vay mượn. Ok, mình sẽ tìm kiếm. Rồi, mình sẽ đợi nó load một xíu nha. Rồi, chắc là wifi nó bị lỗi nữa rồi. Bây giờ mình sẽ mở 3G. Ok, bây giờ mình sẽ vào lại nha. Mình gõ cái từ khóa là vay mượn. Rồi, đây là một cái ứng dụng ở trên đây nè, vay mượn, ứng dụng vay tiền online. Ok nha, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài đặt nó. Rồi, mình vào đây mình xem cái dung lượng của nó là 11MB nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bật wifi lên để cho nó tiết kiệm dung lượng của mình. Ok, bây giờ nó sẽ down về và mình chờ một xíu để mình down. Và mình sẽ nói về cái app vay mượn này. Đây là một cái ứng dụng vay tiền trực tuyến mà bạn có thể là vay tiền từ 1 cho tới 10 triệu đồng. Ngoài ra thì bạn vẫn hoàn toàn có thể là giới thiệu bạn bè, người thân hoặc là những người nào đó có nhu cầu muốn vay tiền, sinh viên, người đi làm vân vân, và chỉ cần giấy chứng minh nhân dân là họ có thể vay tiền được. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành bấm vào nút là đăng nhập bằng Facebook. Rồi, thì nó sẽ kết nối với tài khoản Facebook của bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn xem một số cái ở đây. Ví dụ như bạn bấm vào cái yêu cầu vay, nếu như bạn có nhu cầu muốn vay tiền, bạn bấm vào đồng ý ở đây và bạn phải bật cái GPS để nó biết là cái vị trí hiện tại của bạn là ở đâu. Nè, bạn có thể vay từ 1 cho tới 10 triệu đồng thông qua các hình thức đó là sao kê lương, thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân hoặc là các hình thức phí khác. Đó, bạn chỉ cần có một cái chứng minh nhân dân thôi, bạn có thể là vay được 1 cho tới 10 triệu đồng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đồng ý và mình điền những thông tin này. Đó, ok ha. Và lãi suất của nó nè, ví dụ như bạn vay 1 triệu đồng bạn trả trong 30 ngày thì cái phí của nó là 90.000, ví dụ như vậy, 900.000 ha. Đó là 9% một tháng. Rồi, đó là cái cách mà bạn vay tiền trên đây. Nhưng mà ở đây mình sẽ nói về cái cách để mình có thể kiếm được tiền từ cái app này, nó mới là quan trọng. Rồi, ok ha, bạn sẽ tìm hiểu kỹ về cái những cái này. Rồi, đây ha, bạn sẽ dành thời gian ra để bạn tìm hiểu về cái này. Nhưng mà cái quan trọng đây là mình có thể kiếm tiền được trên cái app ứng dụng này, đó là app ứng dụng vay mượn. Nó có một chức năng, đó là bạn bấm vào cái dấu ba gạch ở bên đây. Nó có một cái chức năng đó là giới thiệu người vay. Thì ở đây nó sẽ có hai. Thứ nhất là bạn hướng dẫn người ta tải một cái app và bạn có một cái mã giới thiệu của bạn. Ví dụ như mã giới thiệu của mình là 24209. Hoặc là cách thứ hai là bạn đưa một cái đường link này đến với người cần vay. Thì bạn click vào cái mục là chia sẻ link ở đây. Bạn hãy là share qua Zalo, share qua tin nhắn, hoặc là bạn share lên Facebook, vân vân, rất là nhiều ha. Rồi, hoặc là bạn có thể là copy cái đường dẫn này. Đó, copy đường dẫn này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ demo, mình sẽ dán cái đường dẫn này lên cái ứng dụng điện thoại của mình. Rồi, mình dán lên. Đó, bạn thấy cái đường dẫn này nè, là ở dưới mã giới thiệu của mình là 24209. Ok. Đó, nó sẽ đến một cái trang landing page như thế này. Rồi, ví dụ như một người khách hàng nào đó click vào đây thì nó đã dính một cái mã cookie của bạn. Đó, rồi, ok ha. Và nó sẽ hướng dẫn khách hàng cách để cài một cái app ứng dụng này như thế nào ha. Nó sẽ có một cái đường link để hướng dẫn khách hàng cài ứng dụng. Và mỗi một hồ sơ giải ngân bạn sẽ được là 4.000 đồng. Ví dụ như tháng này bạn có 10 người giải ngân thì bạn có là 40.000 đồng. Vậy khi khách hàng họ tái vay thì bạn vẫn được là 4.000 đồng trên mỗi một hồ sơ. Rồi, đây là cái mã giới thiệu nè. Bạn có thể là nhập cái mã của mình khi mà đăng ký rồi. Bạn có thể là nhập mã của mình là 24209 ha. Ví dụ nhập đây là 24209. Đó, xác nhận vào đây. Cái này không thể tự nhập mã của mình nha. Bạn vào đây để bạn nhập cái mã của mình.
và đây 24209. Ví dụ như bạn có nhu cầu vay thì mình sẽ được là 4.000 đồng, ví dụ là vậy. Còn bạn không có nhu cầu vay thì thôi. Rồi đây là cái lịch sử mà những người mà mình đã giới thiệu vay nè. Đó rất là nhiều ha, bấm vào đây. À, ví dụ nè, đó mình lướt cho bạn xem ha, rất là nhiều ha. Xin lỗi. Đây, rất là nhiều. Và đây là cái thời gian thật nè. Đó, ngày 17 tháng 1 nè. Đó, ngày 18 tháng 1 nè. Đó, mình sẽ lướt cho bạn xem nha, rất là nhiều người họ vay. Có khoảng vài trăm người đăng ký trên app này. 19 tháng 1 nè. Đó, rất là nhiều ha. Rồi ok, nó sẽ mình sẽ lướt đến khi nào, ngày 26 này, ngày 6 tháng 2 nè. Ngày gần nhất là ngày 6 tháng 2 của mình ha. Rồi ở đây là cái phần hoa hồng nè. À, nếu mà hoa hồng bạn nhận được á, thì bạn sẽ bấm vào đây. Bạn sẽ có, nó sẽ trả hoa hồng cho bạn bằng cái ví Momo hoặc là trả trên cái ví ngân lượng ha. Bạn vào đây để bạn đăng ký cái ví Momo hoặc là ví ngân lượng. Rồi, à, ví dụ như cái lượng user của bạn mà có khoảng 100-200 người mà tải app thông qua cái đường link của bạn. Ví dụ mình chỉ lấy một cái tỷ lệ là 20% của 100 người, tức là 20 người vay. Vậy bạn sẽ lấy là 20 × 4.000, 4.000 đồng, bạn thấy cái số tiền 4.000 đồng nó không nhiều. Nhưng mà nó là cái con số mà nhân với cái số lượng nhiều thì nó sẽ rất là nhiều ha. Ví dụ mình là có là 20 người, mỗi người bạn được 4.000 đồng. Thấy không? Bạn cũng được 80.000. Đó, cái việc này bạn rất là đơn giản này, bạn chỉ việc là giới thiệu người ta cài cái app này. Đó, bạn bằng cái cách là mình gửi cái đường link này, gửi cái đường link vào Facebook ha. Bây giờ mình sẽ demo cho bạn luôn, mình sẽ vào cái mục là giới thiệu người vay. Rồi mình sẽ chia sẻ cái link này lên trên Zalo. Rồi mình sẽ bấm vào chia sẻ trên trang nhật ký của mình. Rồi mình gõ cái từ khóa là ví dụ như là vay nhanh 1 đến 10 triệu đồng. Đó, chỉ cần chứng minh nhân dân. Đó, bạn bấm vào đây ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào Facebook của mình để mình xem. Đó, nó có một cái đường dẫn này nè. Thấy không? Có cái đường dẫn này nè. Đó, mình bấm vào đây. Đó, ví dụ như trên Facebook của bạn là full 2.000 bạn thì bạn post cái bài này. Ví dụ như chỉ có 10% cái số trên 2.000 họ thấy và họ cài thôi, bạn cũng được là 200 người. Đó, 200 người trong cái app này. Đó, ví dụ như một ngày bạn làm việc siêng năng, bạn post được khoảng 20 cho đến 30 người cài cái app này, và bạn chỉ việc là chờ khi nào mà họ vay tiền là mình có tiền trên đây. Nếu bạn làm việc này siêng năng, có thể là mỗi ngày bạn kiếm được 100 cho đến 200 ngàn. Đó, và hoàn toàn là có thật nha. Đó, bạn thấy là cái lượng mà người dùng của mình á. Đây lịch sử nè, những người mà họ đã cài cái app thông qua cái đường link của mình rất là nhiều ở đây. Và mình chỉ việc là chờ họ vay tiền thôi. Và bạn để ý ha, bạn cần phải xem là cái chính sách vay tiền của họ là như thế nào. Đó. Thì nó gồm có 4 cái hình thức vay. Thứ nhất là vay theo lương. Thứ hai là vay theo thẻ sinh viên, nếu như mà người đó có thẻ sinh viên. Và vay theo chứng minh nhân dân. Và những cái hình thức vay khác, có 4 hình thức vay. Đó, bạn làm cái việc này coi như là dành cái thời gian rảnh của mình thì bạn có thể là kiếm 100 cho đến 200 ngàn trên một ngày là hoàn toàn có thể. Rồi ok ha. Đó, bạn có thể là bấm vào những cái chương trình khuyến mãi để bạn xem như thế nào, để thông báo như thế nào. Rồi mình thấy cái app này rất là hay và tiện dụng, giúp bạn có thêm cái thu nhập trong cái thời gian rảnh của bạn. Cho nên là mình giới thiệu cái app này đến bạn. Nếu như bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy like, share và subscribe giúp mình nha.